mời anh em đón xem clip của Lẹt Di luôn nha. Anh em nào mà xem mà thấy vui thì nhớ like và chia sẻ cho Lẹt Di nha anh em. Mình quấn gà mái sống xích cổ rồi, ok. Ok nha anh em. Chờ từ từ để gỡ giò qua cho anh em con gà già nè. Bước qua mấy trời ra không thấy đường cờ chia mấy cờ. Anh kịp thời quá. Xin lỗi anh em nha. Ok nha anh em. Đẹp không? Tuyệt vời.